ngày 20 tháng 10 đã qua nhưng những câu chuyện xoay quanh nó thì vẫn đang khiến dân mạng phải bàn tán thêm vài ngày sau. Đương nhiên, đa số trong chúng đều là trải nghiệm của hội con gái về ngày đặc biệt này, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có thất vọng và cũng có cả bất ngờ nữa. Trời! Nhưng chắc chắn không phải ai cũng được trải qua cảm xúc độc nhất vô nhị vào ngày 20 tháng 10 như cô nàng Mẫn Nhi trong câu chuyện dưới đây. Vì có công việc nên Mẫn Nhi đã bút xe ôm công nghệ từ quận Tân Bình về quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng cho biết trong suốt quãng đường, anh xe ôm nói chuyện rất dễ yêu đương và nhiệt tình. Không chỉ có thế, anh chàng còn hỏi vị khách nữ rằng thích hoa hay gấu bông để mua tặng. Nghĩ anh chỉ đùa nên Mẫn Nhi cũng trêu lại, cái gì cũng được. Và kết quả không thể bất ngờ hơn, anh chàng đã ghé mua cho cô nàng một bó hoa giá lạnh 170.000 để chúc mừng ngày 20 tháng 10. Chuyến xe có 55.000 nhưng bó hoa mà Mẫn Nhi được anh xe ôm công nghệ tặng có lạnh lên đến 170.000. Liên hệ với Mẫn Nhi, cô tỏ ra khá e lệ và phải chắc chắn không ảnh hưởng đến người tài xế thế hệ chia sẻ thêm về câu chuyện, lúc đó mình khá vui và bất ngờ. Nhiều người khác bận bịu với cả xin số điện thoại của anh đó để bút xe nhưng mà mình vì gọi ông Lê trên hát nên không có. Lúc mình về đến nơi anh đó cũng chỉ chúc mình nghỉ lễ phấn kích chứ không có xin số liên lạc gì thêm. Mình đăng câu chuyện lên mạng chỉ là muốn khen anh đó dù là người lạ nhưng ảnh rất hào phóng và tôn vinh đàn bà trong ngày lễ. Mình nghĩ hiếm có một người nào mà đối với người lạ lại không đắn đo như ảnh. Nhiều người chơi bảo có thể vì mình xin hay gì để làm quen nhưng mình thấy ảnh không có ý đồ xấu gì với mình cả. Mẫn Nhi nói thêm. Cô nàng Mẫn Nhi. Còn dân mạng thì hết lời khen ngợi lẫn đoán và đoán nông về hành động của nam chính. Trời ơi! Dễ yêu đương xỉu, đáng yêu quá à! Anh này chắc kiểu nhà có điều kiện nhưng đi làm cho vui đây mà, thôi. Từ giờ để xe ở nhà rồi bút xe đi làm thế hệ được chị em à. Thế hệ thấy niềm vui của hội con gái dễ chơi biết bao. Chẳng cần biết ngày lễ có được miếng tiến thưởng nào hay không nhưng chỉ cần gặp người dễ yêu đương, sang như này là đủ phấn khích rồi. Dù cái kết câu chuyện của Mẫn Nhi và anh chàng xe ôm công nghệ không như dân mạng mong muốn nhưng có khi sao fan này hội pha lại riêng đi xe ôm đấy. Biết đâu lại gặp được anh xe ôm ga lăng như vậy rồi thành chân mệnh thiên tử của đời mình nhỉ.